Rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách tạo một chương trình và lưu tên chương trình trong một con robot hàng Chikawa rồi và job. Nếu chúng ta có chương trình sẵn thì chúng ta vào select job để lựa chọn chương trình. Đấy, các chương trình có sẵn. Rồi nếu chúng ta chưa có chương trình thì chúng ta sẽ bắt đầu vào create new job, là tạo chương trình mới. Rồi nhấn enter. Đây, enter. Chúng ta sẽ chọn đặt tên chương trình. Okay, so. Okay, đặt tên chương trình tùy thích chúng ta. Mình sẽ đặt A, B, C, D. Ok. Ok luôn, enter. Đó. Đó là các bước đã tạo xong chương trình. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu điều khiển robot. Rồi. Sau khi tạo chương trình thì nó sẽ ra hai dòng đầu tiên và end cuối cùng kết thúc. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu điều khiển robot. Chúng ta sẽ nhấn vào nút servo. Đây. Nút servo này. Servo on. Chúng ta sẽ nhấn vào nút test lock. Rồi đèn sáng, servo on sáng. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào nút servo phía sau. Đó, robot sẽ kêu một cái tắt. Hả? Nhấn. Rồi. Đó, điều khiển robot. Phần này là chế độ 60. Chúng ta sẽ này là phần 60, chúng ta sẽ điều khiển từng chục của robot. Rồi chúng ta sẽ chuyển chế độ chục của robot là sẽ nút này, chuyển chế độ chục. Đó, 30 có gì nhất. Đó, có 3 chế độ chục. Rồi. Rồi chúng ta sẽ điều khiển theo chế độ X, Y, Z. À, 60. Đây là 60. Phần này là nút lên xuống. Này là select chọn. Rồi chuyển trang. Lúc này là chuyển trang. Rồi top menu là về menu. Rồi enter vào job là quay lại hộp job ban đầu của chúng ta. Đó. Các phím 60. Rồi này là nút shift. Các phần robot inform là các lệnh acid chụp ngồi. Đó, cái phần cơ bản cancel enter. Đó, chạy tới lui. Test hàng. Rồi delete insert. Lúc này là modify là thay thế. Thì chúng ta vào sửa chương trình. Rồi, chúng ta tiến hành dạy lập trình cho robot hàng.